Hiếu chào các anh em nha. Đây là cái bộ sản phẩm mà anh Thăng anh muốn làm để tiết kiệm xăng. Đấy. Tiết kiệm xăng để cho xe con Atina của anh, nhưng mà Hiếu đã test thử. Con này cái bộ sản phẩm này nó sẽ không tiết kiệm xăng đâu các anh em ạ. Đấy. Như các anh em thấy đây nha, thì cái bộ sản phẩm này thì nó có một viên bi và một cái lò xo, để Hiếu cận cảnh cho anh em xem. Dạ. À vâng, bây giờ em các anh em nhìn nha. Đây, ở đây thì nó có một cái lò xo và một viên bi này. Bây giờ Hiếu sẽ mở cho các anh xem này. Đây. Có một viên bi trong này. Thì cái viên bi này nó nằm ở bên dưới của cái đường ống ngang này các anh em nha. Đây, bây giờ Hiếu sẽ đốt vào đây cho các anh em xem. Đốt cái đây. Đấy, nó làm bên dưới cái viên bi, nó chỉ làm để nó bịt vào cái đường ống ở bên dưới này thôi. Nhưng mà nó cái độ bịt của nó thì nó bịt không kín các anh em nhá. Vẫn còn một độ hở để lọt qua. Đấy. Thì Hiếu hôm nay có cái sản phẩm này chuẩn bị lắp cho anh Thăng, thì Hiếu làm một vài bài đánh giá để cho các anh em tham khảo. Còn cái lò xo khi anh em chúng ta ấn viên bi này vào ấy, thì để mà cái lượng hơi ở đầu bò nó hút là nó không hút được mấy đâu anh em ạ. Nó chỉ hút được một chút xíu thôi. Vì mình dùng bằng cái súng hơi này. Mình dùng súng hơi mình test thử, mình ấn như này mình test thử. Mình xịt mạnh vào đây thì cái lò xo nó cũng không bật hơi lên là mấy. Đây bây giờ em ấy này. Đấy. Cái lượng xịt mạnh thì nó vẫn thoát ra, gọi là chỉ thoát ra một chút xíu thôi. Và bây giờ để lắp cho anh Thăng để anh có thể test thử rồi đánh giá một bài video sau cho các anh em xem, để các anh em có thể cứ thử trước đã. Đấy, có nghĩa là bây giờ là thử trước để cho anh đã chạy vài ngày xem có ngon đấy. Thì như vậy lên cái tiếp. Bây giờ anh em chúng ta sẽ rổ cái dây ở cái cổ hút ở chỗ cái cổ bóp của cái đầu bò này. Anh em chúng ta ấn cái đầu này vào, và còn dây còn lại đây thì anh em chúng ta sẽ cho vào đây. Thì cách lắp đặt thì nó rất là đơn giản. Đấy, chúng ta ấn vào như này này. Còn cái đầu này thì mình sẽ dùi thủng một lỗ để mình đút vào cái bầu lọc gió. Anh em dùi ở đây hay là dùi ở đây? Dùi đâu dễ, dùi thế nào? Chỗ nào là dễ, cảm thấy dễ làm mình tháo được mà đúng không? Vâng, tháo ra được. Bây giờ để em dùi rồi, bây giờ em sẽ tháo ra cho anh. Nếu mà tháo đấy, thế là ổn. Bây giờ em bôi tí cái keo lến vào. Đúng theo như vậy là nó mô hình của nó. Bây giờ bịt kín cái keo này vào thế nào, không có độ hở nữa. Cho chảy ở dưới. Sau khi tôi này, cái này lấy đi đi. Nhét vào được. Em bán vào được anh ạ. Thì em thử lổ thử xong tí nữa anh em mình lại rút kia ra kiểm tra xem nào. Như này là ga đăng ti hơi to đúng không? Ga đăng ti to là do anh em mình lắp cái bộ này vào đúng không? Vâng. Bây giờ anh em mình rổ ra cắm lại như cũ nguyên bản của nó xem nào. Xem nó có khác biệt gì không? Rồi anh cắm ra đi. Vẫn vậy đúng không? Vẫn ga đăng ti to đúng không? Đấy, có nghĩa là nó không khác biệt gì cả. Đúng. Nhưng mà cứ nguội máy mà là lúc đầu là đăng ti lớn đâu. Nhưng mà bây giờ ra một lúc nó chạy một lúc đi là nó cứ là cứ để cho nổ một lúc nó máy rồi lại cứ nổ lại. Thì bây giờ thì em bây giờ em muốn anh sử dụng cái sản phẩm này xem là ngày mai để anh
cảm thấy nó mà vẫn thế thì báo em. Còn nếu như nó mà đỡ hơn thì anh cũng báo em, gọi cho em để em vào rồi ok báo lại cho các anh em. Bây giờ anh em mình ra cắm lại nó vào, xong rồi sẽ chạy thử rồi em sẽ giảm cái garanti của nó xuống. Đúng không? Bây giờ mình sẽ giảm garanti của nó xuống. Sau khi Hiếu đã test cái bộ sản phẩm mà cứ gọi là tiết kiệm xăng nhưng mà nó không ra gì các anh em nha. Thì có rất nhiều các anh em ở trên YouTube, mấy cả các anh em ở trên Facebook đã nhắn tin cho Hiếu là bảo Hiếu là test thử cái bộ sản phẩm như vậy. Thì Hiếu đã làm cho rất nhiều những dòng xe từ trước đến nay như vậy rồi nhưng mà nó không có gì nổi trội cả. Thì Hiếu đã gạt bỏ nó đi, bảo các anh em đấy không nên dùng. Các anh em phải biết rằng cái bộ chế hòa khí hoặc là người ta chế tạo dòng con máy là toàn những kỹ sư nó ở trong phòng kín nó thí nghiệm. Xe chạy 100 cây bao nhiêu lít xăng người ta tính ở trong đầu người ta hết rồi, chứ không phải là mình cứ cho ba cái linh tinh vào làm cái tê rồi để tăng thêm gió để cho nó tiết kiệm xăng, nhưng mà đấy là sai lầm của các anh em. Đấy. Các anh em phải hình nghĩ rằng là nếu như anh em chúng ta mà sử dụng sai mục đích thì xe của các anh em nó sẽ nhanh dẫn đến cái tình trạng mà nhanh hỏng xe, các anh em hiểu không? Có nghĩa là ví dụ như là cái tình trạng hòa khí nó ăn vào nhau đồng đều, cái hòa trộn đồng đều ấy, như ở quyển sách của Hiếu nó nói là 1 phần xăng và 9 phần gió ấy. Thì bây giờ nếu như 1 phần xăng của các anh em mà các anh em cho đến tận 12 phần gió ấy, thì bắt buộc cái lấm của nấm xúc bóc của các anh em nó dẫn đến hiện tượng nó bị khô lấm. Có nghĩa là nó bị cháy lấm, mình cứ nói là bị cháy lấm. Trong vòng 1 năm thì nó không sao, nhưng dần dần cứ năm nọ kéo dài năm kia thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà bị lấm của các anh em nó sẽ bị hỏng và cháy lấm thôi. Thì các anh em phải nghĩ rằng nếu như các anh em mà chạy khoảng tầm 2 năm để các anh em lùa gió vào nhiều hơn thì các anh em tiết kiệm khoảng tầm 100-200 nghìn tiền xăng trong vòng 2 năm. Thì sau khi cái lấm của các anh em hỏng thì các anh em phải mất khoảng 500-600 nghìn để thay một bộ lấm, có nghĩa là một đôi lấm. Thì các anh em xem các anh em lựa chọn cái nào là phù hợp thì tùy các anh em. Thì video của Hiếu đánh giá đến đây là kết thúc. Thì Hiếu cũng khuyên tất cả các anh em đã theo dõi cái trang của Hiếu thì không nên dùng cái sản phẩm này, và cũng không đừng có bao giờ mất tiền oan để đi mua những cái bạc đồ linh tinh này để lắp vào xe của các anh em để tránh tình trạng hư hỏng. Video của Hiếu đến đây kết thúc. Xin chào tất cả các anh em.